không quốc gia Việt Nam Airlines rất là vui mừng là tiếp tục là được đưa vào cái danh sách là thương hiệu quốc gia. Thì với cái danh hiệu là hãng hàng không quốc gia, là cái sản phẩm hàng không tốt nhất của người Việt cho người Việt Nam và phục vụ cái cộng đồng khách hàng thế giới quốc tế, thì chúng tôi càng thấy là mình có cái trách nhiệm không phải là chỉ của doanh nghiệp hàng không cùng với các cái doanh nghiệp khác của Việt Nam về ngành du lịch, để đưa cái tên tuổi vị thế của đất nước mình, của ngành dịch vụ rồi là du lịch ấy, là được ưa chuộng và xây dựng được cái uy tín. Và với cái danh hiệu đó thì chúng tôi cũng ý thức được cái trách nhiệm xã hội của cái doanh nghiệp đối với cộng đồng, đối với người tiêu dùng và trong cái sự nghiệp phát triển chung. Đây là lần thứ ba chúng tôi đạt được cái vinh dự là nhận được cái thương hiệu quốc gia, đồng thời cũng trao một cái trách nhiệm rất lớn cho doanh nghiệp. Qua đó chúng tôi phải cố gắng, phải duy trì, bởi vì xây dựng đã khó rồi nhưng mà duy trì được một cái thương hiệu nó cũng là rất là khó khăn. Chúng tôi đã định vị thương hiệu của chúng tôi và dựa trên những cái yếu tố là nghiêm túc, chân chính và kiêu hãnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái giá trị cốt lõi cho thương hiệu của chúng tôi, đó là vì sức khỏe cộng đồng, hoàn toàn từ thiên nhiên, tươi ngon bổ dưỡng, thân thiện với môi trường và tư duy vượt trội và hài hòa lợi ích. Đó là năm cái giá trị cốt lõi nó xuyên suốt trong cái quá trình phát triển của thương hiệu TH. Thương hiệu quốc gia có các tiêu chí của nó và các doanh nghiệp đạt được thì phải luôn bám sát và nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập thì phải hướng tới là cạnh tranh được với các thương hiệu khác trong khu vực và trên thế giới. Khi thương hiệu đã lớn như Taco thì chúng tôi quan niệm rằng đó là thương hiệu của quốc gia, của đất nước, và chúng tôi phải có trách nhiệm phát triển nó một cách bền vững và không giới hạn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.